Dạ Tình hình gay go quá phải không có? dạ căng đấy chú. Nói chung là tình hình phải nói là nghiêm túc là cách là rất căng thẳng, rất căng thẳng, nhưng mà những cái biện pháp mà hiện tại đang áp dụng á, theo theo cái nhìn nhận của cá nhân con và con tin là cũng của nhiều người á, là nếu nếu mà người dân hợp tác tốt nữa là triệt để đó, thì khoảng chừng 10 ngày sau hoặc là hơn 10 ngày sau là sẽ khác hẳn, là sẽ tiến triển rất là tốt Thì đó. chú cũng nghĩ vậy. Thì bây giờ Dạ cái 10 ngày sau là cái tầm khoảng ngày 20 á, dạ mà cái số ca nó giảm á, dạ thì mình là đó là hiệu quả đó, có hiệu quả đó. dạ đúng Còn rồi nếu mà 10 ngày sau mà nó vẫn tăng á, dạ nó mệt lắm rồi đó. Đấy. đúng rồi chú. 10 ngày nữa, khoảng cái tầm ngày 20 á, cái tầm Dạ 10 ngày sau á mà nó ok, có giảm là thấy tình hình nó tốt rồi đó. Chứ còn dạ nếu mà không nữa thì hơi mệt, tại chú đã nói ngay từ đầu rồi. Cái mật độ, cái dân số ở thành phố nó lớn quá, vậy nè, vậy nè. quá ở bên đây người ta sống thưa thớt mà nó còn còn lây lan kiểu đó, mà huống hồ dễ Việt Nam con thấy không, Dạ. cái Sài Gòn nó quá đông đi, khó lòng lắm để mà Đúng rồi chứ. để một cái xã hội mà con người nó ý thức nó khó lắm, nó khó vô cùng khó. Nó cũng có người này người kia như chú Cầm nói nãy giờ, cũng có chuyện này chuyện kia, nó đủ chuyện hết. Dạ. Nhưng thôi mình cứ hy vọng đi, cứ hy vọng, cứ cái đặt cái niềm tin vào những cái người mà người ta có cái thẩm quyền đó, Dạ. ta có cái kiến thức, thì mình là chỉ bây giờ trông chờ là sao cho mọi người mà cứ chấp hành cho nó nghiêm. Mình hy vọng Dạ. vậy. Ừ, cho nó Thời gian vàng đó, mà các cấp chính quyền họ cũng xác định cái thời điểm này là cái thời gian vàng. đúng rồi. Nếu mà trong cái đợt mà giãn cách phong tỏa này làm tốt thì bởi vậy tại sao mà chú với mọi người xem thông tin đó là chính phủ họ cũng xác định, tức là tất cả mọi nơi đang hướng về thành phố và rất mong chờ, nhưng rất mong chờ cái kết quả của thành phố đạt được. Vì đó là con theo, theo cháu nghĩ cũng đó là một cái để một cái bài học, cái phương án để đáp đối phó với cái biến chủng mới này đó chú. Đó, đối phó với cái biến chủng, cái biến biến chủng mới giống như nãy chú nói đó. Con đồng ý với chú là cái đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh, thứ nhất là mật độ dân số, thứ hai là cái mật độ nhà cửa với lại đường xá và ngõ ngách, thứ ba là cái tập quán sinh hoạt của người dân, nó mang tính cộng đồng, nó mang tính gọi là sum họp với nhau, nó quen rồi, nó ăn sâu vào rồi. Đâm ra bây giờ khi mà vào cái giãn cách này, đâm ra rất có nhiều người ta cảm thấy là ta bức bối, người ta khó chịu, đâm ra nó cũng có cái tâm lý đâu đó người này người kia. Nhưng mà thật là đáng mừng chỉ là một vài người, số nhỏ thôi, một vài cá nhân thôi, chứ cái điều đó cũng đáng mừng. Đa số người dân thành phố Hồ Chí Minh họ chấp hành tốt, là đâm ra rất là mừng cái điểm này chú không, cũng hy vọng là trong Thật ra thì chú cũng không có bi quan đâu, tại vì thật ra cũng như con nói đó, chỉ có một chú nhận thấy là cái dân Việt Nam mình ở bên Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh đó, nói chung nó nói riêng đó, thì cái ý thức người ta cũng cũng không đến nỗi nào tệ lắm đâu, nhưng mà có một số ít mà làm sao mà tránh khỏi chuyện đó, Dạ đúng rồi. không có thể nào không tránh khỏi. Mình đừng có lấy cái đó mà mình bi quan thế này thế kia thì cũng tốt đâu. Nó cũng là một số ít, thì có những người mà chú nói chuyện thì người ta vẫn là ok, chấp hành đúng những cái gì mà cái chỉ thị 16 là đưa ra. Còn còn có một số ít thì cái loại mà người ta nói là vậy được ở trên mạng mà nó mệt lắm. Có những người đã không làm được việc lớn thì hay làm lớn chuyện, mà không làm được chuyện lớn thì lại hay làm lớn chuyện. Nó vậy đó, ngồi rồi cứ ca tháng rồi cứ trách rồi móc, rồi có những cái dạng người họ thích làm như vậy. Thì làm sao mà xã hội mà chín Khó người tránh khỏi đúng không chứ? Khó tránh khỏi. khó tránh khỏi, khó cũng khó, nhưng mà cố gắng hết sức, thấy cố gắng hết sức thì đa phần người ta cũng nghiêm túc, đa phần là nghiêm túc, mà cái phần nhỏ nhỏ đó thì nó hay bu lu bu la trên mạng, nên đừng có nhìn cái mạng, Đúng đừng có rồi. nhìn cái mạng.
dẹp nó qua một bên, Dạ. thì nhiều chuyện lắm, bỏ nó qua một bên hết, làm cái gì làm rồi có cái ý thức một chút là được rồi, chứ còn cái mạng xã hội nó là cái mạng ảo mà, thì có Dạ. nhiều cái đôi lúc ở trên mạng đó, nó là như vậy, những cái comment á, có đôi lúc Dạ. cái lòng người ta không có muốn vậy nhưng mà nó thích nói vậy á, nó cũng À. phải vậy đâu, Dạ. hiểu Con không? hiểu, con hiểu. Dạ, Nên con hiểu, con hiểu. đừng có quan tâm đến nó nhiều lắm, Dạ. thích họ thích nói những cái mà nó hơi nó lạ lạ rồi nghe nó sốc sốc một chút Thu hút là thu hút một chút là chỉ là thu hút, con hiểu. Dạ. thì thật ra có ai biết ai là ai đâu, nói thì Dạ. cứ nói, phán thì Dạ. cứ phán cho nó sướng, đâu ai biết ai đâu, nên 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 đừng đừng có quan tâm nhiều lắm, đừng quan Dạ. tâm. Thí dụ như chú á, nhiều khi chú lên mạng thì cũng có người này người kia nói trời nói đất nói bậy bạ, nhưng mà chú là không bao giờ chú trả lời, không bao giờ chú trả lời, Không đáng để chú trả lời. Dạ. tại vì á, nếu mà mình đôi co với nhau á thì giống như cá mè một lứa, mình như họ đâu cần thiết phải làm điều đó, Dạ. đâu không cần phải đôi co, mình không trả lời là người ta đã hiểu rồi, Dạ đúng rồi. không không cần, nên chú bình thản lắm. Tất nhiên là khi mà nói cái gì mình xuất hiện ở trên mạng thì mình phải chấp nhận, mình chấp nhận hết, gạch đá nó ném thì kệ nó, đâu có sao đâu, nó cũng cũng là ảo thôi chứ đâu có Miễn không sao, nhiễm mình xác mà định được, mình xác định đúng chuyện không chú? đó mà, Dạ đúng rồi. sao đừng đừng không nên bực mình, không nên bực mình, Dạ. cái quan điểm của chú là bao giờ cũng tích cực và lạc quan vậy là được rồi. Dạ Dù đúng hoàn rồi. cảnh nào, hoàn cảnh nào cũng vậy, chỉ có con chỉ có cách đó mình mới thoát ra được, chứ còn Bởi cứ vậy nãy con cũng nói chú Cầm á, con chú Cầm cũng cũng có điểm nó tương đồng, tức là trong cái hoàn cảnh nào cũng cười đó, cũng rất là dễ cười, cái tính con ngoài cũng rất là dễ cười, kể cả thí dụ như mà con thậm chí còn xảy ra sự cố đi chăng nữa, con nói thiệt mà, con xảy ra sự cố đi nữa thì cũng nhe răng cười. Tại vì bây giờ mình có khóc đi chăng nữa thì sự việc nó cũng vậy rồi, rồi. chú Phong không nhận không, sự việc nó cũng vậy rồi, mà bây giờ mình khóc thì mình có giải quyết được gì đâu, mà mình cái đầu óc mình sẽ thiếu tỉnh táo để mình xử lý cái câu chuyện đó nữa, đúng không ạ? Cho nên mình cứ cười cho nó thoải mái, cho nó nhẹ cái đầu đi, để mình lấy cái tinh thần để mình xử lý cái vấn đề đó như thế nào cho nó tốt đẹp đó, cái quan điểm của con cũng vậy chứ. Trong cái cuộc sống á mà Dạ. có đôi lúc á, có đôi lúc á lâm vào những cái cảnh khó khăn, nhưng mà mình cũng phải lúc nào như chú cũng cũng đưa cái yếu tố hài hước vào, Dạ. để chi, để cho nó nhẹ nhàng chút đi, cái nhìn nó nhẹ Dạ. nhàng trong hoàn cảnh nào vậy cũng rồi, mình tự cái đầu mình, chứ còn mình cứ u uất thì tự mình hại mình thôi chứ không có gì hết. Khó khăn đó thì cũng cố gắng nhưng mà phải nhìn nó ở một cái góc độ mà có khó khăn đi nữa nhưng mà mình cũng phải đôi lúc cũng phải có cái yếu tố mà lạc quan hài hước một tí, Dạ. chứ con người mình nó sảng khoái hơn, Dạ đúng rồi chú. nó sảng khoái hơn, chứ còn có nhiều người thì cứ hay trách hay móc rồi thế này thế kia, chú không có quan tâm, trong hoàn cảnh nào cũng vậy, mình cũng phải lạc quan một chút, còn tất nhiên là không phải là lạc quan tếu, nó cũng phải có cơ sở, Đúng mình rồi. phải tếu. Thì khó lắm, khó lắm, khó vô cùng, thôi mỗi người chọn cách. Chú cũng hay cà khịa với nhau cho nó vui, thật ra cái mạng á là chú ví dụ như bạn bè lên châm chọc nhau nó vui thôi chứ không có gì hết, Dạ đúng rồi. à, nó là Qua cái vui, ngày, cái vui dạ thôi, qua ngày. chứ lên đó để mà chỉ trích nhau thì không nên gì hết, ai cũng nghĩ sao nghĩ, miễn vui là được rồi, chứ đâu đâu có ai biết ai là mặt mũi ai là ai đâu, thấy không, Dạ. không có vấn đề gì cả, nên mình cứ sống vô tư một chút, lạc quan một chút, nhìn nhận góc độ ở một cái chiều hướng lạc quan một chút cho nó khỏe. Con đang ở quận mấy vậy? À, nhà con á thì con ở Gò Vấp chú, nhưng mà hiện tại thì con đang ở Bình Dương, đang ở Thủ Dầu Một. Dạ. Ở trên đó có giãn cách không? Thì hiện tại khu vực tỉnh Bình Dương á, họ chỉ giãn cách cục bộ thôi,
cục bộ thôi, thí dụ như tức là cái cụ thể là địa phương nào có thì họ khoanh vùng chứ họ không giãn cách ra rộng lớn như là ở những cái địa phương khác, bởi vì cơ bản về tình hình ở Bình Dương thì họ vẫn còn kiểm soát được đó chú, đó họ kiểm soát được, đâm ra là cái phương châm của họ là họ làm theo cái tính cục bộ thôi. Đúng rồi, tại vì cái Có đặc những chợ thù đầu mối thì họ ngưng, chợ đầu mối thì họ ngưng lại. cái đặc thù thì cái Bình Dương là nó cái chỗ mà khu công nghiệp nhiều Dạ thì đúng cũng rồi, phải làm nó gần chứ, 70. phải làm chứ, Dạ đúng làm gì làm cũng phải làm, tại vì con biết rồi, những cái công ty xí nghiệp trong đó những cái đơn hàng đơn đồ họ cũng lo chết được chứ phải tiếp tục sản xuất chứ, đúng chứ rồi đâu đúng. đâu có giỡn chơi Dạ. nên đôi lúc cũng phải cố gắng mà sống chung với nó để mà xoay sở thôi, chứ còn làm thì vẫn phải làm chứ, những cái công ty này kia họ có những cái hợp đồng này kia mới đối với nước ngoài, cái chuỗi cung ứng toàn cầu mà con đứng nó đứt một cái là hơi mệt đó, Dạ, gián đoạn cũng mệt lắm. mệt lắm, nên nhìn thấy nó cố gắng thôi, cái đôi lúc bây giờ tôi thấy là cái tình hình này nếu ấy thì phải có cái phương án sống chung luôn. Đúng rồi chú. Tức là ở cụ thể ở Bình Dương với Đồng Nai nó có những công ty đó chú, họ chủ động. Họ chủ động là như thế nào? Tức là họ sắp xếp là cho công nhân ở lại công ty luôn. Thay vì họ đi về, họ bị vào địa phương của họ sẽ bị giãn cách đúng không ạ? Thì họ cũng bị cách ly. Thì ở đây là công ty họ tổ chức, họ tận dụng nhà xưởng hoặc là những cái container cũ á, họ làm những cái nhà tạm ở đó để cho công nhân tức là ở lại làm việc. Ở lại làm việc tại công ty qua cái đợt này đi. Đó, tức là bên công ty họ chấp nhận tốn tốn thêm một khoản chi phí nữa. À, khoản chi phí nữa. Đúng rồi. À, rất là hay. À, cháu thấy rất là hay. Vừa rồi chú có coi một cái clip á, một cái ông giám đốc nào mà cái công ty của ổng mà ổng nói chuyện, ổng kêu công nhân ở lại, ổng lo hết này nọ, thấy cũng ok Dạ, đúng rồi. ha. Có Dưới một đây cái có một cô bé, dưới đây có một cô bé comment có liên quan đến chú, ông Vũ huynh trưởng đang nói chú Phong là cộng sản nằm vùng kia. Khoái nhất chú Phong dán miệng ông trưởng lại. thì nói chung là dân 90% Việt kiều ở Mỹ là cộng sản nằm vùng hết, tại vì Ông ai nào trái chiều là cộng sản á. nói chung là ai ló mặt về Việt Nam là cộng sản rồi, Rồi. thì đúng theo mấy ổng là không được về, nhưng mà hết Dạ. 90% là đã về rồi thì cộng sản hết trơn rồi còn gì nữa. Dạ. Nếu mà theo cái lý luận của mấy ổng là thì 90% Việt kiều là cộng sản hết. Dạ. À, chứ